Bộ phim được mong chờ nhất của Dương Dương, Vương Sở Nhiên được Ca Cộng độc quyền phát sóng. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, My Fireworks on Earth, siêu phẩm Hoa ngữ được mong đợi nhất hè 2023, được Ca Cộng phát sóng độc quyền trên mọi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 5 năm. Bộ phim thu hút chú ý ngay cả khi chưa lên sóng. Trước khi lên lịch phát sóng chính thức đầu tháng 7, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đã gây sốt khi vượt mốc 3 triệu lượt đặt xem trước trên Mango, thành viên hạ tầng OTT của Đài Hồ Nam, đơn vị phát hành phim. Đồng thời, trên các trang cộng đồng, hội nhóm Hoa ngữ tại Việt Nam, phim còn mang về lượt thảo luận khủng xoay quanh nội dung, diễn viên cũng như khán giả đang mong đợi ngày phim được khởi chiếu. Không ngoài dự đoán, ngay ngày đầu ra mắt, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi lập tức ghi nhận thành tích ấn tượng. Trên VillainKids, phim nhanh chóng đạt hạng mục chỉ số truyền thông với 75.28 điểm. Bên cạnh đó, Dương Dương vai Tống Diệm cũng nằm hạng 3 nhân vật được yêu thích nhất trên màn ảnh với chỉ số 9.07 điểm. Ngoài ra, các từ khóa liên quan đến phim cũng được tìm kiếm liên tục trên Weibo, lọt top 10 chủ đề hot. Chất lượng của phim còn được bảo chứng khi đặt dưới bàn tay của đạo diễn Lý Mộc Khoa, người từng đứng sau nhiều phim truyền hình Hoa ngữ Đình Đám, Đông Cung, Tư Đằng, Xứng Danh Anh Hùng. Sức hút của tác phẩm còn được đánh giá cao khi chuyển thể từ tiểu thuyết Ăn Khách Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi dù mang màu sắc ngôn tình hiện đại nhưng lại khai thác câu chuyện đầy gai góc của người lính cứu hỏa và bác sĩ. Trong phim, Dương Dương vào vai Tống Diệm, một chàng lính cứu hỏa kiên cường, quả cảm. Còn Vương Sở Nhiên đảm nhận vai bác sĩ Hứa Thấm tài hoa nhưng lạnh lùng. Họ yêu nhau từ thuở thiếu thời nhưng vì những mặc cảm, hoàn cảnh riêng mà xa rời nhau để rồi hội ngộ 10 năm sau đó. Tạo hình của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong vai lính cứu hỏa và bác sĩ. Phim là câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng không ít trắc trở, gian truân của cặp đôi xa cách suốt thời gian dài quyết định nối lại tình xưa. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một bác sĩ, mà còn phải vượt qua nỗi lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường nhật. Tình yêu của Tống Diệm và Hứa Thấm lần này liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc? Ngay những tập đầu tiên, bộ phim đã mang đến khán giả nhiều thước phim kịch tính, khắc họa chân thực công việc nguy hiểm của những nghề phải chạy đua với thời gian và thần chết để cứu lấy những sinh mạng đang lâm nguy. Nhờ nét chấm phá này, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hứa hẹn thổi vào làn gió mới cho dòng phim ngôn tình, đặc biệt là đề tài về lính cứu hỏa, bác sĩ hiện đang hot gần đây. Bộ phim hội tụ dàn sao Hoa ngữ Đình Đám cùng màn kết đôi được mong chờ nhất năm 2023. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, sự kết hợp giữa hai gương mặt diễn viên sáng giá xe bích chính là nam châm hút sự chú ý của phim. Nam chính Dương Dương là một trong những tứ đại đỉnh lưu của giới giải trí Trung Quốc. Nhiều năm qua, chàng diễn viên sinh năm 1991 ghi dấu ấn với loạt vai diễn soái ca nức lòng người hâm mộ. Trong khi đó, cô nàng Vương Sở Nhiên được mệnh danh là Tiểu Lưu Diệt Phi với ngoại hình kiêu sa, cuốn hút, cùng khả năng diễn xuất tốt dù là vai phụ hay lên hàng nữ chính. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được kỳ vọng sẽ trở thành siêu phẩm tiếp theo củng cố tên tuổi của cặp đôi này. Trong phim, nhân vật của Dương Dương lẫn Vương Sở Nhiên đều có tâm lý phức tạp. Việc hóa thân trọn vẹn thành một lính cứu hỏa hay bác sĩ cấp cứu là thử thách khó cho bộ đôi. Không chỉ mang đến cảm giác là một cặp, việc hai ngôi sao vướng tin hẹn hò càng khiến khán giả tin rằng phản ứng hóa học của họ sẽ bùng nổ trong dự án lần này. Những phân cảnh đầu tiên cùng hậu trường tình bể bình giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên sau khi tung ra, càng dấy lên nghi vấn phim giả tình thật do hai diễn viên đóng quá ngọt. Nhan sắc và chemistry của cặp đôi sẽ khiến khán giả không thể rời mắt. Bên cạnh đó, màn tái hợp của Dương Dương và Trương Bân Bân sau 8 năm kể từ tác phẩm Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cùng sự góp mặt của thiếu gia xe bích, Ngụy Đại Huân, thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới Dương Siêu Việt, Trương Nguyệt, Hồ Khả, Vương Ngạn Lâm trong phim cũng khiến khán giả vô cùng thích thú. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi gồm 40 tập đang phát sóng 19:05 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, truyền hình Ca Cộng là đơn vị độc quyền phát sóng trong vòng 5 năm và song song với lịch chiếu ở Trung Quốc. Chi tiết tại đây.